Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Nidai và hôm nay mình sẽ chơi thử một tựa game cũng là Lock Fruit luôn nha các bạn. Đó, của một admin khác làm. Nhưng mà đây là Lock Fruit Parker nha các bạn. Như mấy cái chỗ bữa mình làm top 5 Lock Fruit Parker cho các bạn coi đó. Thì lần này mình tìm ra một tựa game cũng Lock Fruit luôn nè các bạn thấy không? Đó, đây là đảo như là bên như đảo này là cái đảo đối diện với Tân Thủ các bạn. Đó, Along sẽ ra ở đây. Còn bên kia là đảo Tuyết nè. Đó đã tương thủ các bạn, Sibam bên đó mới đúng nè. À, rồi Seven, nói chung là y chang Lock Fruit luôn bạn, nhưng mà đặc biệt tựa game này á có thêm một cái gì đó cho chính là ghi 4 Luffy nha bạn. Đó, có thêm một ghi 4 Luffy và có luôn cả Haki Bá Dương luôn nha bạn. Đó là vậy nên mình thấy khá là hay nên mình vô chơi thử nha bạn. À đây nè bạn, đó trên này có ghi nè gì sub to channel bên tên. À vậy là admin game này cũng là Việt Nam đó bạn. Ồ, hai bên game này như người Việt Nam luôn á bạn. Bây giờ mình sẽ vô chơi thử coi vui như thế nào nhé bạn. Thì các bạn coi cho vui ha. Thì các bạn nào muốn trải nghiệm á thì cứ vô chơi cho vui cho biết thôi. Thì mình nghĩ admin game này làm ra để các bạn giải trí thôi, nên các bạn đừng có quá khó khăn ha. Đó, rồi để mình coi Lock Fruit Parker này như thế nào ha. Thì mới vô là các bạn có một đống cái dưới này bạn không? Đó, một đống chiêu thức luôn. Gomu rồi Venom rồi Gravity Ken, Honus, Yama luôn. Quá trời luôn. Nhưng có một điều đặc biệt là mới vô các bạn sẽ có được một tấm thảm bay nữa mày. Đó, thảm bay, bay thật sự bay rất là nhanh luôn nha mày. Ôi cái gì đây? Ồ random đó bạn, có chỗ random shop nè. Ý, ồ mình bấm không kịp bạn ơi, bấm không kịp là sẽ bị rớt. Đó rồi, cái đây, từ từ trên này các bạn thấy không nha. R là Soru, đó, Q là Dab, đó, còn H là Hao Haki các bạn thấy không? Đây đây mình thử bật Hao Haki cho bạn coi nha. Hát đâu. Ôi 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 Haki Bá Dương nữa bạn thấy chưa. Ôi nhìn ngầu lắm nha bạn, hay ha, xịn sò đấy chứ. Ôi xịn sò phết chứ đùa đó. Rồi thì đầu tiên là Haki Bá Dương đúng không, tiếp theo mình muốn cho bạn coi chính là Luffy ghi 4 đó bạn. Để coi Luffy ghi 4 trong tựa game Lock Fruit của bạn này làm như thế nào nha, để mình thử cho bạn coi. Rồi đầu tiên là chiêu F là transform nha bạn, là biến hình nha. Đâu, ủa bạn không, ủa bốc khói nè. Ui biến hình Luffy thiệt nè, vãi quy Luffy ghi 4 luôn mà. Ủa mà sao mình di chuyển gì kỳ vậy, ý gì á. Ui vãi, cái tướng mình bị vậy luôn nè bạn, cái tướng giơ tay vậy luôn. Nhưng mà nhảy rất là cao nha bạn, nhảy cao lắm luôn á. Trừ là trời, nhảy cao lắm luôn á. Rồi đó, rồi thử chiêu Z nha. Ui chiêu Z đấm đẹp nha bạn, chiêu Z đấm cũng đẹp nè. Ồ hợp lý phết. Đó ôi. Rồi còn chiêu X với chiêu C là mình bấm không được nha bạn, chiêu C là mình nói không được gì luôn, không được gì nữa. Đó, vậy là chỉ xài được đúng một chiêu Z thôi nha bạn. Đó, hết rồi đó, không còn gì được luôn, mình không biến hình lại được luôn nhé bạn, không biến hình không làm gì được luôn. Hết luôn rồi đó, không biến hình được gì nữa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xài thử một trái ác quỷ khác cho bạn coi nha. Venom đi ha. Đó, mình thử xài trái cho Venom như thế nào nha. Venom first. Ôi đẹp nhé bạn. Ồ bóp. Ôi ồ chiêu không có giống trong Lock Fruit nha bạn, không có giống trong Lock Fruit nhưng mà mình thấy cũng khá là đẹp đó chứ. Đó thấy không? Ồ chiêu C này là mình thả ra một bãi độc luôn nữa bạn. Đó thấy không? Bãi độc luôn. Để mình đốt thử nha. Thấy không? Ôi. Ôi đốt nguyên bãi độc luôn rồi. Chiêu V biến hình không được nha bạn. Venom Monster biến hình không được nè. F là bay. Ủa gì vậy? Ủa? Sao? Sao bấm F là biến hình Luffy vậy? Bãi thật sự. Rồi. Thì mình nghĩ là mình sẽ thử qua Gravity Ken đi nha bạn. Đó, cái cây của ông Fujitora. Ôi. Ủa có tiên thạch không? Ôi tiên thạch nói thiệt nha bạn. Ôi cùng tiên thạch nữa. Nhưng mà chiêu cứ nghiêu 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 bạn không? Nghiêu nghiêu nghiêu. Nghiêu 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 bạn không? Nghiêu 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 hơi bựa. Nghiêu nghiêu nghiêu. Ôi, quánh ra cái đường màu tím luôn nè bạn. Đó, đánh ra cái đường màu tím luôn nè. Wow. Đó là đẹp đó chứ, hợp lý nha. Rồi, tiếp tục giờ chơi chiêu Phoenix đi ha. Phoenix đi Z. Ôi Phoenix thì làm đẹp nhá bạn. Phoenix này thì không giống trong Lock Fruit lắm, không không giống trong Lock Fruit nhưng mà các bạn không, chiêu này đó phải không. Ôi chiêu này chiêu của Phoenix này mình mấy tựa game mình chơi các bạn không có tựa game nào có luôn á, hay nha. Đó phải không,
vô nick mà chịu bắn nè các bạn. Đó, đốt lửa kia cơ. Ồ, vô nick này đẹp nha và hay luôn đó. Đó bạn thấy không? Mô vô là King Legacy hay là Lockroot này không có chiêu này nữa bạn. Ui, hay nè, chiêu này được nè. Rồi, chiêu X là hồi máu. Ủa, bạn nhìn hồi máu kìa. Ui, hay ha. Rồi, chiêu C, đá. Ui, nổ các bạn. Ui, từ. Hồi nãy chiêu X. Ủa, chiêu X cũng khác nữa bạn, cũng không có gì lắm. À, chiêu dép nữa bạn, mấy bạn nhìn kỹ nha, chiêu dép của Venom giống như chiêu C của Phoenix ha. Đó phải không, cũng nổ nè, nhưng mà khác màu thôi á. Hình như chỉ là khác màu đó phải không, cũng hình như chỉ là khác màu thôi, hình như cũng nổ giống nhau. Rồi, và cây cuối cùng đó chính là Yama đó bạn. Cây Yama này. Cây Yama này tròn thì giống nhau lắm rút đó bạn. Đó. Khá là hay đó chứ. Đó, thì mình nghĩ là admin game này làm ra để cho các bạn giải trí chơi thôi. Bên Lockroot thì không có mấy ghi bố hay hao haki các bạn, thì mấy bạn có thể qua đây trải nghiệm được luôn. Đó là vậy. Thì chơi để giải trí thôi nha các bạn, nên các bạn đừng có làm đặt nặng và khó khăn quá. Đó, mình vô chơi cũng giải trí cho biết nè. Từ nha. Mình qua bên này mình coi. Mà không có shop bán trái quỷ nha các bạn. Không có shop trái quỷ, shop là chỉ có nằm ở trên đảo nè các bạn. Trên đảo này nằm ở giữa luôn. Bay trên trời các bạn. Mình để mình thử coi mình lít kịp không nha. Đây. Để coi lít kịp không. Nếu mà lít kịp thì mình sẽ được hồi nãy Phoenix hình như mình chưa có những hình đúng không? Nè, trên phone Phoenix nè các bạn. Chưa. Ồ, Phoenix này là trong bên King mà đúng không? Phoenix này là bên King các bạn ơi. Bên King Legacy á, nhưng mà rồi nhìn. Vãi. Cái gì đây? Trời đất ơi. Trời, nhìn Phoenix bay. Phượng Hoàng không đập cánh vẫn bay được nha bạn. Đây là Phượng Hoàng bị cứng đơ luôn rồi. Trời, đây mình thử lít nha. Rồi, random được không? Random không được nha bạn. Mình bấm không được nè, đó. Mình bấm không có mua được trái quỷ luôn. Đó, từ để mình tắt. Tắt xong mua. Ý, ôi giờ mình làm gì vậy? Ôi, mình làm gì đó bạn? Ôi, ô, mình vừa làm gì á? Ủa, không có random được nha bạn, không random shop được. Đó, ô, rớt Phượng Hoàng. Ôi, Phượng Hoàng rớt. Rồi, thì mình nghĩ chắc kết thúc clip tại đây nha bạn. Thì clip này mình cho bạn coi một tựa game Lockroot khác đó, của bạn admin khác làm. Đó, bạn không? Có cả Luffy Gear 4 và Haki luôn. Cho bạn coi và bạn thấy nếu các bạn muốn chơi thì cứ vô giải trí chơi thôi, để biết thôi đó. Đó, vậy là được ha. Thì giờ mình cũng cho bạn coi để các bạn coi để biết được game Lockroot có Gear 4 như thế nào thôi, để các bạn coi giải trí và đỡ căng thẳng ha. Đó là vậy rồi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau của mình nhé. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe của mình nha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Cô giờ thì bye bye. Ây nha, cái huynh đệ đừng có xem chùa nữa đó mà. Thấy hay thì nhớ bấm like đi, đừng có xem chùa nha. Bấm like và một subscribe cho ngọ, để ngọ sớm lấy được 100k sub nào. Chị hiên.